Rạch kinh bao lâu thì chứng dụng? Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Quý vị và các bạn thân mến, thực tế không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi rạch kinh bao lâu thì rụng trứng. Bởi sự rụng trứng dựa vào chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, tuy nhiên mỗi người lại có một chu kỳ khác nhau. Do đó, rất khó để xác định được ngày trứng rụng. Ngày hôm nay, Kiến thức mẹ bầu sẽ cùng bạn điểm qua một số thời gian rụng trứng phổ biến và cách tính thời gian rụng trứng chu kỳ tiếp theo sau khi rạch kinh nhé. Với những phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn dễ dàng tính được ngày rụng trứng chính xác. Chu kỳ kinh nguyệt được đo từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cho đến ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo. Nếu kỳ kinh của bạn kéo dài 28 ngày, thì sự rụng trứng xảy ra vào ngày thứ 14 và những ngày dễ thụ thai nhất là ngày 12, 13 và 14. Nếu bạn có chu kỳ dài hơn khoảng 35 ngày, thì trứng sẽ rụng vào ngày thứ 21 và ngày dễ thụ thai nhất là ngày 19, 20, 21. Nếu bạn có chu kỳ ngắn hơn, dưới 21 ngày, thì sự rụng trứng diễn ra vào ngày thứ 7 và ngày dễ thụ thai nhất là ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7. Chu kỳ kinh của phụ nữ thường khác nhau và không phải lúc nào cũng đều đặn như đồng hồ. Do đó, để biết mình đang rụng trứng vào ngày nào trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên quan sát những dấu hiệu rụng trứng đồng thời, ghi chú những thời điểm quan trọng. Khi nào sự rụng trứng không xảy ra? Bên cạnh câu hỏi, rạch kinh bao lâu thì trứng rụng? Liệu bạn có thắc mắc, có khi nào không xảy ra sự rụng trứng? Nếu bạn đang mang thai, đã trải qua thời kỳ mãn kinh hoặc uống thuốc ngừa thai liên tục, thì bạn sẽ không rụng trứng. Ngoài ra, có một bệnh lý, hay còn gọi là hội chứng đa nang buồng trứng, suy buồng trứng sớm, suy giáp và cường giáp, hoặc các loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, hóa trị, có thể ngăn chặn trứng rụng trong khoảng một thời gian. Bên cạnh đó, nếu tâm lý quá căng thẳng, stress nặng hay tình trạng sức khỏe không ổn định, như thiếu hoặc thừa cân quá mức cũng sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Kết quả là sự rụng trứng sẽ giảm hoặc không xảy ra. Chuẩn bị cho sự rụng trứng. Vào đầu chu kỳ, tuyến yên sẽ sản xuất nhiều hormone kích thích nang. Đây là hormone chính liên quan đến việc kích thích buồng trứng để tạo ra một trứng trưởng thành. Nang là khoang chứa đầy chất lỏng trong buồng trứng và vỗi nang chứa một quả trứng chưa phát triển. Tiếp theo, hormone kích thích nang sẽ kích thích một số nang để phát triển và bắt đầu sản xuất hormone estrogen. Ngày đầu chu kỳ hàm lượng estrogen sẽ ở mức thấp nhất, sau đó tăng lên khi các nang lớn hơn. Trong nhiều nang sẽ có một nang vượt trội hơn hẳn và khi nang này bị vỡ, sẽ phải phóng trứng trưởng thành từ buồng trứng đi vào ống dẫn trứng. Đây chính là thời điểm trứng rụng. Lượng estrogen này tăng cao trong cơ thể, dễ thu lớp niêm mạc tử cung được dày lên với nhiều chất dinh dưỡng và máu. Đây là điều cần thiết để đảm bảo và hỗ trợ cho sự phát triển của trứng sau khi đã thụ tinh. Nhưng nếu quá trình thụ tinh không diễn ra, thì trứng sẽ chết và hòa tan cùng với lớp niêm mạc bong chóc ra bên ngoài, qua ngõ âm đạo. Có khoảng 250 triệu tinh trùng bơi qua quãng đường từ âm đạo qua cổ tử cung, chỉ có khoảng 400 tinh trùng sống sót qua cuộc hành trình này. Và cuối cùng, chỉ có một tinh trùng thực hiện thành công quá trình thụ thai. Rụng trứng là một quá trình rất phức tạp với những điểm nổi bật sau. Một quả trứng chỉ sống được khoảng từ 12 đến 24 giờ sau khi rời khỏi buồng trứng. Thông thường, trong mỗi thời điểm rụng trứng chỉ có một quả trứng được rụng. Sự rụng trứng có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, bệnh tật hay thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chu kỳ kinh nguyệt vẫn có thể xảy ra ngay cả khi không có sự rụng trứng. Sự rụng trứng vẫn có thể diễn ra khi chu kỳ kinh nguyệt không xuất hiện. Trứng không được thụ tinh sẽ tan ra và được hấp thụ vào nội mạc tử cung. Chị em thân mến, hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt cũng như nắm bắt được thời điểm rụng trứng sẽ giúp các chị em chủ động hơn trong việc mang thai cũng như ngừa thai và loại bỏ những câu hỏi như rạch kinh bao lâu thì trứng rụng. Hy vọng rằng video ngày hôm nay của Kiến thức mẹ bầu đã phần nào giải đáp được những thắc mắc cho chị em. Chúc chị em chúng mình luôn xinh đẹp, hạnh phúc và mạnh khỏe.